Xin chào cô chú anh chị trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì hiện tại Cảnh đang có mặt tại mộ của cậu Năm Vũ Linh. Thì hôm nay là 100 ngày của cậu cả nhà ơi. Thì buổi sáng sớm thì có cô với chị mang bánh rất là nhiều nha, đến cúng cậu. Anh em đứng cũng thoải mái luôn. Lâu lâu mình dễ máy luôn đó, cho 1 phút cũng được. Ví dụ như mình muốn quay gần chỉ vô đây 1 phút không? Sớm bạn, sớm bạn. Không có mình là lấy ra. Cái cây ngắn gì sao chị? Cây ngắn hả? Cây ngắn mình dơ cao lên. Thu gần lại. Cây ngắn này mình thu không có lên dưới cái trời đây. Cái đầu tiên cái này thì bị hồng chị ngạp lúc nào cũng là đi đầu hết An Giang là bạn thường vương không tập An Giang đem đặt mâm này đến cũng trăm ngày cùng năm. Dạ chào Mười Quỳnh, chào khởi năm Trương Văn. Dạ. Chào cô chú anh chị mình buổi sáng an lành nha. Rất là tuyệt vời, đẹp lắm cô chú anh chị mình ơi. Dạ. Hôm nay thì một trăm cậu nhận lại lon. Dạ. Buổi sáng này thầy thông báo với chị á, thì mình hỏi trực tiếp chị luôn. Sáng là chị cúng dưới, trưa là chị mới di chuyển về đây. Và chè đó là chè trôi nước, chè trôi nước nha. Chè. Chè trôi nước. Cái cao rất 1 mét nha. Thì chị đứng luôn luôn tí xíu cho đồng đều hết đi chị. Dễ ghi mình đó, thoải mái luôn. Đây là nơi đấy về mà. Đây là nhiều cái đi về đó là mới là có một chú chị nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để video được có đăng tàn khá là lớn tốt hơn và sáng hơn của chú chị. Và cô chú chị hãy cho em xin thêm cái nút like nha cô chú chị và nút yêu thích á, và chúng ta chỉ lên cô chú anh chị để video nó sáng hơn, cô chú anh chị mình xem nó sẽ đẹp hơn, sắc nét hơn nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nhấn những cái nút like và nút chia sẻ cô chú anh chị thì sẽ có tiền nha, nhưng mà được cái là cái video mình trong hơn và sáng hơn và nó mạnh hơn cô chú anh chị, để cô chú anh chị sẽ xem video đẹp hơn ha. Hiện tại là 49 like của chị. Sao anh? Dạ, 49 like. Ai lên đầu nó bỏ lĩnh. Chào anh Thắng nha. Chào anh Dương Ngô. Dạ, tại màn hình ở đây thì nó cũng mở anh Thắng, mạng hiện tại là bà con mình xài rất là nhiều ở tại mộ sĩ Linh, cho nên là nó hơi mở tí của chú chị cũng thông báo cho em nha. Chè với sôi đó nha ơi. Dễ thương, còn bông hoa rồi nhìn anh chụp câu, anh áo vàng nữa nha, anh có vàng áo vàng không vàng nữa nha. Hôm nay là anh áo vàng thì luôn chặt khè luôn nha. Lá trầu đúng rồi, lá trầu đúng trầu với cao luôn vậy. Rồi cái bánh gì đó chị anh này có đi Hồng Ngọc anh Đại? Chị Hồng Ngọc ở An Giang. À, quá tuyệt vời cả nhà. Có một chút cháo vàng nè. Quá cháo quá chị nha. Cái bông nha. Dạ chứ. Ở đây á là giờ sáng sớm nhưng mà khán giả rất là đông cả nhà ơi. Chào chú chị nha.
đông rồi cô chú anh chị em. Hôm nay là hôm đầu tiên bao nhiêu cái chè, bao nhiêu cái kỷ niệm 100 ngày. Tổng cộng hết là 100 là vậy đó. Thấy có cháu cao nó gì đó. Con cao bánh bao luôn. Cái nè vô. Đúng ra là mình chắc chắn không phải mình đâu, còn nhiều người đó mình đứng cho nó chỗ hay. Vé vé đó. Đúng rồi, không phải mình cầm cái máy đâu quý vị ơi. Nhiều người lắm. Hay quá chị Tiên ơi. Chị Tiên phát biểu rất là hay cái này. Tại vì mà mình đứng không có máy người ta cho là đúng rồi chứ không lo. Cái trường mới tới đây không ơi. Đúng rồi. Mới đầu giờ mà đông vậy á, cô chú anh chị ơi. Buổi sáng thì con cũng ở nhà với chú chị. Nên là em chưa dám đưa cái lưng con cho ai. Có thể là chưa. Chưa thì con mới có lên tới nha. Chưa mới qua tới nha. Cũng giờ mình cũng khác rồi. Tại vì đi đường đi rồi má thì nó đi theo xe xe nó đúng rồi em chào mai tuyết nó thắng lên lắm quá là đẹp luôn cái gì đó quá tuyệt vời luôn cảm ơn được đây năm đầu tiên mình đi được một đầu tiên ở Đà Nẵng chào đồng chí chào đồng chí mấy rồi để chị lên đẹp mọi hôm nay hôm nay ai cũng ăn mặc đẹp để chạy cán bộ rồi xong rồi đi giới cán bộ luôn bắt lên là cái gì coi chứ thấy chưa ở nhà đây là rõ nét lắm mọi người đủ thứ mọi người ơi 100 cộng món là 500 đó cầm là có chè cho nước bánh sôi hoa đậu bánh rau câu bánh bao gửi đến cho đầy đủ bánh ở nhà đứng ra xa thì dễ ghi hình ha. Mọi người đứng chỗ ghi hình dễ. Nãy giờ thì sắp xếp ra cũng khoảng 15 phút rồi. Mới vừa có xong những cái chuẩn bị thì ở đây một cái dàn áo, có cần cao, xôi, rau câu, về xôi nước nữa nè. Cô chú anh chị để lại một bình luận giúp em nha. Có ý kiến gì cô chú anh chị cứ hỏi bình luận em sẽ trả lời cô chú nha. Quá đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Thật sự mà nói quá cảm động. Giờ đây là mâm bánh đầu tiên cúng cậu nhân 100 ngày của cậu nha ơi. Thì hiện tại khán giả cũng khá là đông rồi. Bây giờ đổi lên 2 chữ gì mà. Em quay cho cả nhà xem nè. Khá đông mà. Rất là thơm quá đẹp quá như sắc cảm ơn con thì em cũng xin kết thúc video luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà ở video kế tiếp. Nhà xem nhớ cho Cảnh một like như một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.